Mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh vui vẻ và có được ngày làm việc thành công anh em. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 12 âm lịch. Mình bắt đầu xuống lá mai cho những cây mai của mình ha. Rồi tiện thể mình làm clip gửi đến anh em xem cho vui luôn. Và những anh em nào mà từ đầu năm tới giờ chăm sóc cùng nhịp với mình á, thì cũng có thể áp dụng theo clip này để xuống lá mai luôn ha. Vì cũng có một số lưu ý trong khi xuống lá mai á, chọn ngày nào ngày nào á. Cây này nụ tuy nhỏ nhưng mà nó kẹo nẻo hết trơn anh em, nhiều ha. Nụ nó nhỏ vì nó ở trong mát hết mấy tháng nay rồi, nó bị mấy cái nhà người ta kế bên á, rồi cái mái của người ta chồm ra trước thì mặt trời nghiêng bên cái nó bị che mát khoảng chừng 3 tháng nay rồi đó. Thì mình chọn mình để mình xuống trước 1 đến 2 ngày cũng được, nhưng mà mình chọn xuống trước 1 ngày thôi. Thì cây này mình chơi, nếu mà không kịp thì có những cây nụ lớn ha. Thì cái việc chọn ngày để xuống lá mai, riêng ở chỗ của mình đây thì mình lấy cái ngày 16 mình bắt đầu xuống lá mai nha nè. Nhưng mà mình xuống những cây mà ít nắng rồi nụ hơi nhỏ thì mình xuống ngày 16 ha. Còn những cây mà nắng nhiều và nụ hơi to thì mình đợi ngày mai là ngày 17 mình mới xuống lá nha anh em. Vì thời tiết ở chỗ mình ở hiện tại nó cũng không quá lạnh anh em. Nó dao động từ khoảng 23 đến 31 độ đó. Ngay tại thời điểm này ha. Trở về 10 ngày sắp tới thì mình có xem dự báo thời tiết á, thì dự báo người ta cũng chỉ dự báo vậy thôi, mình không biết là nó có thay đổi nữa hay không anh em. Nhưng mà mình lấy cái dự báo thời tiết ở trên mạng á, thì mình làm cái thước chuẩn để mình chọn cái ngày này là ngày xuống lá cho những cây có nụ nhỏ và nó ở trong mát ha. Việc chọn ra cái ngày xuống lá mai á, thì làm sao cho nó kịp đúng hoa để mà chơi Tết á, trong mấy ngày Tết á, thì căn cứ rất nhiều cái yếu tố lắm nè. Mình đã từng chia sẻ rất nhiều clip về việc chọn ra cái ngày xuống lá mai rồi ha. Thì nhiệt độ thời tiết anh em đang ở đâu nè, ở ngoài miền Bắc là xuống lá đâu trước đây có chừng tháng mấy rồi đó. Tại sao có sự chênh lệch cái ngày xuống lá dữ như vậy, là do nhiệt độ ở ngoài kia quá lạnh đó nè ha. Thì anh em nào đã chơi mai 1-2 năm thì biết, có những anh em mới biết chơi á, mới tập chơi á, chứ không phải mới biết chơi, mới tập chơi chăm mai thì chưa để ý đến điểm này á. Cũng giống như mấy ngày vừa qua, cũng nhiều ngày vừa qua luôn chứ không phải mấy ngày, mà có khá là nhiều anh em cứ hỏi mình là chọn ra cái ngày nào để mà lặt lá mai cho hoa đúng Tết. Mình không có dám trả lời đâu anh em, mình đâu biết anh em ở chỗ nào đâu ha. Vả lại anh em ở chỗ đó thì chưa chắc cái nhiệt độ đó là anh em đã coi nó đúng chưa nữa, rồi cái giống cây của anh em nữa, rồi nụ to hay nụ nhỏ nữa, cây để trong mát hay là ngoài nắng nữa, nó nhiều thứ lắm. Cho nên đó là ngày lặt lá là ngày anh em tự chọn nha. Còn riêng mình chia sẻ clip này á, là mình đang ở khu vực này đó, nhiệt độ thời tiết nó ở miền Tây nó như vậy, là từ 23 đến 31 độ đó, trong 10 ngày tới cũng vẫn vậy nha nè. Thì mình chọn cái ngày xuống lá như vậy. Còn anh em ở chỗ khác thì căn cứ nhiệt độ khác nha, đừng có làm đúng theo cái ngày của mình nha. Chỉ có những anh em ở những cái khu vực mà có nhiệt độ gần như tương đồng với nhiệt độ mà mình đưa ra thì có thể áp dụng xuống lá theo cách của riêng mình ha. Còn không thì nếu anh em thiếu tự tin thì mình đưa ra một cái mẹo nhỏ này để anh em tham khảo ha, là năm sau để mà xuống lá cho nó gần như là nó ít sai sót á, là nếu anh em ở khu vực nào cũng được hết trơn á ha, và khu vực đó vòng vòng đó thế nào á, là các nhà vườn cũng là đem mai về chợ mà người ta bán, thì anh em cứ lại chợ chợ mai đó người ta đem về á, là người ta giả sử người ta lặt lá là ngày 15, giả sử thôi nha anh em, hay là lặt lá ngày mấy đó không biết, nhưng là anh em về nhà đừng có lặt lá đúng ngày của họ, mà anh em lùi lại, giả sử người ta lặt lá ngày 15, anh em cứ lùi lại 2 ngày, 17 mình lặt. Tại sao phải lùi lại 2 ngày? Tại vì những nhà vườn đó nè, thường xuyên người ta cho cây họ trổ sớm ha, trổ sớm để tại nó ra búp xanh thì mới dễ bán,
đó, cho nên đó là nếu mà người ta lặt mà cho hoa mà giả sử 29 30 mới cho hoa thì người ta bán 23 24 người ta bán là khó bán lắm, hoặc là 20 hay là ở thời điểm bây giờ người ta bán khó lắm, tại vì không có bức tranh, không có làm cho bắt mắt người mua, cho nên đó là người ta phải lặt sớm trước trước mình là 1 2 ngày đó, để cho nó ra bức tranh để người ta dễ bán thôi. Còn khi người ta ra bức tranh rồi, những cái hoa nào trổ là người ta bẻ hoa bỏ hết đó nè. À, giả sử trổ được 5% hoa đi của cả cây đi, thì người ta bẻ bỏ hết 500 đó, rồi ngày mai trổ vài phần trăm nữa người ta bẻ bỏ hết, nhưng búp của họ vẫn còn đặt kẹo luôn. À, là mình tưởng đâu người ta lặt đúng ngày là vậy, không, người ta lặt trước 2 ngày nha anh em, trước những anh em mình chơi mai nhà là 2 ngày đó. Giả sử là ở chỗ mình đây mấy bữa trước là người ta đã lặt lá rồi đó, là những nhà vườn nha, người ta lặt lá sớm chẳng qua để dễ bán thôi nè, để có búp mà bắt mắt. Ở miền Bắc hoặc ở miền Trung cũng vẫn vậy luôn anh em cứ lùi ngày lại trễ hơn họ 1 vài ngày ha. Ở miền Bắc thì lạnh quá thì lùi lại trễ hơn nhiều hơn khoảng chừng 5 ngày rồi chẳng hạn. Anh em cứ theo dõi họ mà xuống lá theo cái cách mà nãy giờ mình đưa ra đó ha. Thì mà nếu mà năm đó mà sai sai ngày Tết, hoa trổ không đúng Tết đó, trổ sớm hoặc trổ muộn nữa thì là do thời tiết thôi anh em, chứ làm sao bây giờ. Nếu anh em sai thì nhà vườn vẫn sai là cái chắc luôn, mà nhà vườn sai thì trách mình chi nữa hả. Nhà vườn người ta làm vườn lớn vườn rộng nhưng còn sai cũng chi mình. Còn mà ở cái thời điểm này á, tức là ngày 16 tháng 12 trở về Tết này nè, trở về Tết nha, thì không còn xài bất cứ cái loại phân thuốc gì giúp cho nụ rồi hay cho hoa rồi gì nữa nghe nè, chỉ còn là thêm một lần nữa thôi là kích rễ thôi. Còn anh em đã theo dõi kênh của mình trước giờ những ngày qua thì mình cũng đã kích rễ cho những cây của mình một lần rồi ha, khoảng chừng ngày 23 24 gì tưới thêm một lần nữa để chuẩn bị cho bộ rễ năm sau thôi nha, chứ còn về nụ nhỏ thì đành chịu ha, nụ nhỏ nụ non thì đành chịu, không mở gà cũng đành chịu thôi, chứ giờ không có kích được đâu anh nè, kích quá suy cây á mà cũng hết ngày rồi. Nhưng mà sau khi lặt lá rồi á thì mình phải phun thuốc là sâu vào bọ trĩ nha anh em, để bảo vệ cái nụ mình khi mà bung bung quả trấu ra thì nó không bị sâu ở trong cái búp xanh nha, hoặc là bọ trĩ rồi gì đó. Thì mình phun 2 lần là được, mỗi lần cách nhau 1 tuần ha, rồi để giãn giãn 1 vài ngày rồi đem vào nhà. Và khi lặt lá xong á thì anh em còn nhớ kỹ điều này nữa ha, nếu mà có điều kiện á được á thì anh em cứ lôi cây ra ngoài nắng càng nhiều càng tốt trong một ngày ha nè, để chỗ nào hoặc khu vực nào đó, hoặc là có những nơi mình cũng thường đi đường mình gặp đó, người ta để trên chiếc xe buổi sáng người ta kéo ra chỗ nắng người ta phơi đó. Thì cứ từ đây tới Tết thì còn có nửa tháng nữa, chứ chưa được nửa tháng nữa, thì ráng cố gắng như vậy ha, để mà cây của mình nó trổ, nó hoa nó sẽ cánh nó căng hơn, chứ nhiều khi để trong mát hoài cây trổ nó không nổi ra cái cánh hoa, nó co 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 úp 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 á. Còn về việc mà tưới nước á, thì sau khi lặt lá thì cũng có khá nhiều anh em quan tâm và hỏi ha, thì mình cũng xin trả lời luôn là khi lặt lá xong thì vẫn tưới nước hàng ngày cho cây ha, ít nhất là mỗi ngày 1 lần anh em, nhưng mà cái lượng nước tưới vào chậu á, thì anh em giảm khoảng chừng 50% so với khi cây có lá, vì nếu cây có lá thì chất trồng của mình mới mau mất nước ha. Và khi anh em lặt lá gặp những cái đọt mà chưa bấm thì mình phải bấm lại nha anh em, vì có những cái đọt á thì nó có tới 7 8 lá, nhiều khi cả chục cái lá, mà trên những nách lá đó thì nó không có cái nụ nào hết, hoặc là chỉ có kim thôi, thì bấm bỏ đi nha anh em. Cây này á là cây mai rin ha, 5 cánh, không có ghép gì hết, để rin vậy trồng cũng rất là lâu rồi nè, cây này mình trồng có chừng cả chục năm rồi á, để gì chơi luôn. Nhưng bông nó rất đẹp nha nè, bông nó là Tết năm vừa rồi á, bữa mùng mình nhớ mùng mấy đó không biết, mình có quay bông để gửi đến anh em xem cho vui đó, rực cây hết trơn. Một vài ngày nữa thì mình sẽ đăng clip bán những cây mai mà mình chăm thành phẩm như thế này ha, nhưng mà bán gần thôi nè, chứ ở xa quá mình vận chuyển không nổi, tại vì mình bán luôn chậu luôn mà, thì mình vận chuyển bằng xe Honda ha, mỗi lần chở được 1 chậu một thôi,
thì bán gần gần thôi chứ xa quá cũng ngán lắm, không dám chạy. Mà nếu mà bán ship là phải rút bỏ chậu là về cây của anh em sẽ bị suy, cho nên mình không có rút chậu ha, mình để nguyên chậu gì luôn. Và rồi thì clip cũng đã dài rồi, mình sẽ dừng clip đây thôi. Thì một số cái mẹo nhỏ khi mà anh em chọn ngày lặt lá thì anh em nhớ lưu ý mình đã nói trong clip rồi ha, để chọn cái ngày lặt lá cho cây của mình, cho hoa nó đỡ sai biệt ngày Tết á. Còn bây giờ thì mình xin được dừng clip ở đây nha anh em. Anh em xem clip thì nếu thấy có gì đó hay ho thì vui lòng cho mình xin một like để giúp cho clip chạy tốt hơn trên trang mạng YouTube ha, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chơi hơn. Còn những anh em nào xem kênh mà vào sau mà yêu mến kênh mà chưa đăng ký thì nhớ ấn vào đăng ký ha, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả, thì mỗi khi mình up clip mới lên á, trong vòng vòng một giây một thôi, YouTube mới báo về máy cho anh em nha. Còn anh em làm thiếu một trong ba bước mà mình vừa nêu ra thì YouTube sẽ không báo về máy cho anh em những bài mới nhất mà mình đăng ha. Thôi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha, bye bye.